dân long trung thượng mã cầu tài lộc cầu gia lộc bình an lộc an lộc
cái cánh sớ sờ vàng cánh ngọc chúng mỹ chính tâm độ phúc độ phần cho các gia các chủ trở về nhà làm ăn được đất lộc sau tài chúng ta giải ác toàn sự được thanh thông cầu chi được các tướng cầu tài được phát tài cầu lộc đất lộc cầu bình an đắc bình an cầu của cầu con được vuông tròn cầu nhân viên công danh được thành đạt lại âm giá được đổi đổi phong kiếp của mẹ phần cao thức được một cái nỗi sở cầu nhà lại đau hôm nay thanh ông ta về trước là đồng đền cửa điện chủ nhân quan thầy lời kêu tiếng tấu tờ đơn cánh sớ công văn đảo tràng tây quỳnh tắc tây quế các thanh đồng đảo quan họ đỗ ra thiên tổ cao ra thiên tổ con có tâm có đức về đảm lễ trả nợ tam tứ phủ dâm tiến sơn trang di công oán số để cầu thân mạnh được bình an thánh ông ta về sang tai ngõ lời đáng ra họ đỗ con phải về đâu rồi lệnh mệnh làm tôi trước cửa cha mẹ phật thánh thì được bình an vô sự nhưng xa xôi mẫu thân con đứng ra làm nhưng có tâm có đức ngày này lán ra phải bước đế hầu cha hầu mẹ hầu phật hầu thánh điên tâm công đức cửa cha cửa mẹ độc tổ đường về phố đổ ra tiền đem công đức về tổ đường thì được bình an vô sự biết làm nhưng chưa biết lo về tổ tông ngôi mộ cũng vậy tiền độ tiền độ cho biết bỏ vào túi nhá không biết về ta tiền tiền tổ nhà mình nhá ngày hôm nay trời độ lộc cho muốn cho được bình an vô sự thế về làm lễ ra thiên tổ đường đức mãnh tổ cô niệm tâm công đức về tổ đường nhà mình nhá thấy ông ta chứng tỏ đơn cánh sớ còn hạ cao đến người đây có tâm có đức con phải chịu khó để lo